Thấy bạn ấy gạ nhiệt tình quá, mình cũng gạ theo. Ê! Này thì ăn gian này. Ha ha, chết nhá. Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop lao gió.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì lại tiếp tục là một trận đấu solo anh em ạ. Nay thì mình sẽ xuống kho quân sự nha, để xem là trận đấu ngày hôm nay có gắt hay không nào. Có 3 người xuống đây thôi sao? Ôi trời ơi, không ăn thua rồi. 4 người anh em ạ, chính xác thì 4 người. 4 đến 5 ta. Trên cái máy quét thì mình mới thấy có 4 người. Còn có thêm ai đó chạy từ bên ngoài vào hay không thì mình không có biết. Đây rồi, thanh niên đầu tiên xuống những khu đông đúc như thế này mà nhặt được súng chậm thì thật sự là một điều cực kỳ tồi tệ. Đây à, bên kia M500 chăng? Này thì bắn này cũng hên. Trước tiên thì mình cần phải bơm đầy máu trước. Cũng chỉ còn có 2 người thôi mà. Cảm thanh này. À bên dưới vẫn có bắn nhau kìa. Thì ra là anh chàng hồi nãy bắn cá mập. Mình cứ tưởng là cây M500 cơ, tại vì thấy đạn nó ra chậm chậm. Khu này có 4 người thì mình tiêu diệt 2 người, mình là 3 người. Vậy thanh niên bên dưới bắn ai ra? Hay là khu này có tới 5 người liền? Khả năng cao là có 5 người rồi anh em ạ. Kìa kìa, chạy kìa. Một viên. Bạn ấy chạy luôn được rồi. Bên ngoài có người nữa kìa. Yếu. Mới xong. Biết thế mà nãy mình nhặt cây cá mập thì có phải là được 2 kill ngon lành được không? Cái chàng bên này đâu rồi? Vừa có giết nhau ở đâu đấy. Này thì trốn này. Như vậy là chúng ta chỉ còn một bạn ở dưới nhà kho thôi. Cái đầu Lia. Khả năng cao là chúng ta đã clear hoàn toàn cái kho quân sự rồi. Anh em có thấy hôm nay mình mặc cái váy đẹp không? Cái váy này là mặc cả nam và nữ đấy, không phải là mặc mình cho nam đâu. Thực ra thì không phải là đẹp đâu, mình thấy nó khá bựa bựa một chút. Ra lô 2 này. Xem là cái thanh niên này có gì hay không. Tham mát à. Giảm thanh. Ngon. Cũng xịn sò ra phết đấy chứ. Nếu mà mình có 2 cái giảm thanh thì lát nữa mình sẽ cầm thêm một cây súng trường. Mình nhặt được cây P90 rồi.
một cây súng mà vừa có tác dụng hỗ trợ để bắn phụ đam cho cây AWM tầm xa mà lại vừa có tác dụng bắn solo tầm gần. Trời ơi, một cây súng cứ phải gọi là hoàn hảo với cây AWM. Nãy mình đang tính như là lấy súng trường, nhưng mà thôi, không cần thiết nữa rồi. Cầm P90 là quá hoàn hảo rồi. Ngoài ra thì là mình lại còn đang có một cái skin súng là P90 âm dương. Cái skin súng P90 âm dương này mình quay với tổng cộng là 6 vé. Đến vé thứ 6 là nó ra. Anh em chắc là cũng quay cái cây này easy thôi phải không? Tại vì mình thấy khá nhiều anh em được mà. Không phải riêng mình, mà rất nhiều người được ở những cái vé free và chục cái vé đầu. Như kiểu cây này tỷ lệ ra nó cao hơn những cây khác hay sao ấy. Cây này thì cái chỉ số mình quan tâm nhất ấy, đó là hai sát thương. Còn hai cái chỉ số băng đạn thì mình không có quan tâm lắm. Thật sự là mình rất là phân vân giữa cây P90 âm dương này và cái cây P90 thanh lịch. Anh em biết là cái cây P90 thanh lịch ấy, nó cho chúng ta tận 2 tốc độ bắn liền. Nhưng mà cây này lại cho 2 đam. Vậy nên là mình không biết là nên bắn âm dương hay là nên bắn thanh lịch. Mà mình cũng chẳng rõ là cái cây nào mạnh hơn. Tại vì cây kia được tốc độ, cây này được đam. Gần như là đều nhau. Chỉ hơn nhau mỗi là cây này thì có giác nó cái tỷ lệ ra nó ít hơn rất là nhiều so với quay ban đêm. Và đặc biệt là khi mà vừa mới qua ngày xong ấy thì người ta làm lại cái tỷ lệ, nên là tỷ lệ ra nó cũng dễ hơn. Kiểu như là Ghana cài đặt là trong một ngày đấy chỉ được có 1.000 cây súng cho một bạn trúng thôi. Vậy nên là nếu mà anh em quay từ lúc mà nó mới ra xong ấy thì khả năng được 1.000 cây lọt vào người may mắn nó dễ hơn là cái kiểu mà bây giờ người ta quay hết rồi, hết sạch rồi, anh em cứ quay mãi là bảo chẳng bao giờ nó ra. Bên kia thì có một cái thính xe. Đấy. Giờ mình đi đâu tìm người được ta? Đây rồi. Chạy đi đâu? Ok. Anh em thấy chưa? P90 quá tuyệt vời. Nó quá hoàn hảo với cái AWM. Ngày trước thì bắn K98 cũng hay hay kiểu mà bắn vào đầu ấy. Xong rồi 198 máu. Người nữa này. Châu bò đây. Rát rồi nha. Nào. Bạn phía sau đâu? Đâu. Vừa mới rút súng ra là chết ngắt rồi. Có người nữa này. Khu vực này đông ghê ta.
AK. Một viên. Ây à, bên kia vẫn còn người. Căng rồi nha, đông ghê đấy. Từ từ anh em ạ. Chỗ này hơi nguy hiểm một chút. Lựu đạn này, tránh đi. Ây à, lại tường băng à. Súng gì vậy ta? Này thì tường băng này. Đừng có đùa với P90 âm dương của mình. Anh chàng này bắn AWM cộng với SK, combo ngày xưa mình hay dùng, nhưng mà bắn P90 sẽ lợi hơn. Mọi người cũng nên để ý nhá, những cái thanh niên nào mà hay thích bắn AWM ấy thì thường là sẽ mất đi một slot nhặt súng. Vậy nên ấy, anh em cứ áp sát cho mình. Đừng solo tầm xa với mấy thanh niên cầm AWM. Anh em chỉ chơi được tầm gần thôi. Tại vì là thanh niên mà chơi AWM ấy thì thường là người ta phải cầm thêm một cây súng phụ trợ để bắn hỗ trợ đam cho cây AWM. Chứ ít người mà dùng AWM cộng với MP40 lắm. Vẫn có người dùng nhưng mà cực kỳ ít. Anh em cứ áp sát cho mình, xong rồi chơi cận chiến luôn. Chẳng nhẽ anh em cầm súng cận chiến mà lại thua cái thanh niên cầm súng trường. Nếu mà như thế thì chịu thôi, không có cách nào khác. Lắp cái 4x vào bắn đam cho nó to. Hôm trước nhiều bạn bảo là khi mà lắp 2x mới lắp 4x. Từ từ nha mọi người, từ từ. Một viên. Ây à, tường băng luôn. Phản xạ ghê vậy. Lựu đạn này bạn ơi. Hơi xa. Đâu rồi? Ơ? Thế đâu nhờ? Mất tiêu luôn anh em ạ. Vừa ném trái lựu đạn cái giờ không thấy đâu nó luôn rồi. Ồ. May quá. Tuy là mình vẫn phải mìn, nhưng mà cái giáp chống nổ của mình nó đỡ cho mình rồi. Đằng nào thì vẫn giáp trắng thôi. Hôm trước mình đọc comment của một số bạn thì anh em bảo là ống ngắm 2x với ống ngắm 4x bắn đam bằng nhau. Nhưng mà mình xin giải thích với anh em là không có chuyện đấy đâu. Bắn bằng ống ngắm 4x thì bao giờ đam cũng sẽ to hơn ống ngắm 2x. Lý do ấy là vì anh em nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn và anh em bắn được đam to hơn. Còn nếu mà anh em không tin thì anh em hoàn toàn có thể tự test lấy. Cút tầm một cái quân đoàn hoặc là cút tầm một phòng 10 người gì đấy, xong anh em tự test với nhau là anh em sẽ hiểu thôi. Bắn bằng ống ngắm 2x ấy, thì nó chỉ bắt tâm hơn thôi, chứ nó đam nó nhỏ hơn ống ngắm 4x rất là nhiều. Không thì anh em thử bắn Z-Dop đi. Nếu mà anh em nào mà muốn hiểu rõ nhất ấy, thì cứ thử bắn Z-Dop với lại bắn cái ống ngắm 4x đi, xem mà xem. Mình thề với anh em chứ Z-Dop nó toàn trừ 4 trừ 5 không, mà nếu mà anh em lắp vào 4x ấy, thì nó phải trừ đến hai mấy. Có người đu gấp treo này. Này thì đu này. Còn vì sao nó lại chênh lệch như vậy thì chắc là chỉ có nhà phát hành game người ta mới biết được thôi. Mình chơi và mình cảm nhận được như thế. Bên kia lại có người. Một viên. Chạy nhanh đấy bạn ơi. Mình quên mình chưa kịp rút P90 ra. Sửa giáp, bom keo. Khá ngon. Bây giờ thì mình sẽ cần phải rình mò cái thanh niên ở cái nhà xe. Kiểu gì bạn ấy chẳng phải chạy bo. Lòi ra. Lòi ra. Nào. Lòi nữa không? Bắn mình được 2 viên thì ăn 1 viên 150. Chạy này. Như vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn có 8 người. Trừ mình ra là còn khoảng tầm 7 người địch. Chúng ta sẽ cố gắng tiến dần vào bo hơn. Chó mèo cắn nhau. Mình sẽ là người ăn hôi. Yeah. Thêm một kill anh em ơi.
Thế sao có người ngoài bo mà bắn mình? Mày thế? Tí nữa thì dẹo rồi. Cái pha vừa rồi chẳng hạn như mà mình mà cầm cây SK ấy thì chắc chắn là mình thua cái thanh niên ngoài kia rồi. May là mình cầm P90. Đúng là quyết định thật là sáng suốt mà. Chúng ta chỉ còn 3 người địch nữa thôi. Bên đồi kia có một người kìa. Còn bên đồi bên này thì không biết là có người hay không. Khó ghê nhở. Bây giờ chọn góc nào để đứng bây giờ? Thực ra thì lên đỉnh đồi sẽ là lợi nhất, nhưng mà ba người trên đỉnh đồi kia hết rồi. Mình xin cái đầu. Như vậy là còn anh chàng cuối cùng. Chắc chắn là anh chàng cuối cùng thì không có thể nào ở phía sau này được, chỉ có ở trên đỉnh đồi kia thôi. Tại vì anh em biết sao không? Tại vì ban nãy mình nhìn thấy ba người bắn nhau liền. Kìa, bạn ấy kìa. Gạ chảo ư? Cầm súng đi bạn ơi. Cầm súng lên. Gạ chảo mình là sai lầm rồi. Cầm súng lên mà. Hay là thích chơi chảo à? Ừ, ra đây. Nào, ra đây. Ok, ok, ok. Chơi, 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 chơi. Hy vọng là mình chém bạn được một phát. Bạn đừng rút súng ra bạn chơi mình nhá. Đi đâu đây? Ơ? Làm gì ta? Chém đâu nào? Ơ kìa. Gạ chảo mình xong xong rồi chạy lông nhau đâu này? Hay là muốn mình làm gì ta? Hay hay. Đứng lại bạn ơi. Chơi gì kỳ thế nhở? Ơ? Gì đấy ba? Không hiểu cho lắm anh em ạ. Hơi hơi khó giải thích. Cái đậu xanh. Biết thế mình không đồng ý gạ chảo nữa xong. Thấy bạn ấy gạ nhiệt tình quá, mình cũng gạ theo. Ê! Này thì ăn gian này. Ha ha. Chết nhá. Ăn mình mà dễ à. Ôi, tính gạ cũng hên anh em ạ. Đấy, tẹo nữa thì mình bị lừa rồi. Nhưng không sao. Rồi, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhé. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.